Hello cô chú, hiện tại thì Ba Bình đang có mặt tại quán The Guild, là địa điểm mà tổ chức sinh nhật dành cho hành giả ngày hôm nay. Thì hai bạn trẻ bây giờ đang được đi làm đẹp rồi, còn bây giờ Ba Bình và mọi người sẽ cùng trang trí một chút để cho buổi sinh nhật này nó thêm phần đẹp hơn. Mời mọi người hãy cùng xem một cái buổi trang trí của gia đình mình như thế nào nha. Em đội ơn, em đội ơn chủ quán Thần Yêu. Ba người đó.